Tôn Phi Phi, đệ nhất mỹ nữ tan nát sự nghiệp vì phẫu thuật thẩm mỹ. Sở hữu thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh tao, nét cười thanh tú, lại có cho riêng mình khí chất cổ điển đầy cuốn hút do học múa từ nhỏ. Tôn Phi Phi từng là cái tên được nhiều đạo diễn cổ trang săn đón. Từ năm 1993, Tôn Phi Phi đã theo học múa tại Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, khi đó chỉ mới 12 tuổi. Đến năm 17 tuổi, chị chuyển sang học chuyên ngành múa cổ điển tại học viện này và tốt nghiệp vào năm 2002. Tuy khi mới bắt đầu học múa, Tôn Phi Phi từng ước mơ sẽ trở thành một nghệ sĩ múa hoặc một giảng viên tại một trường nghệ thuật. Thế nhưng sau này, duyên lại đưa cô đến với sự nghiệp diễn viên. Năm 2001, cô nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình trong bộ phim Perfect Father. Với gương mặt sáng xinh đẹp, mang nét thánh thiện cùng với thân hình mảnh mai, Tôn Phi Phi nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng người xem. Bên cạnh đó, Tôn Phi Phi được rất nhiều đạo diễn mời đóng các vai diễn trong nhiều bộ phim cổ trang. Cũng từ đó, chị nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều bộ phim cổ trang như Bình Tông Hiệp Ảnh, Bích Huyết Kiếm, Thất Kiếm Hà Thiên Sơn, Sở Lưu Hương Kỳ Truyện, Michael Giang Hồ. Không chỉ xinh đẹp, Tôn Phi Phi còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Dù là vai diễn nào, từ vai độc ác hay thiên thần, đều được cô thể hiện rất tốt. So với các diễn viên cùng tuổi, mỹ nhân sinh năm 1981 này tỏ ra vượt trội hơn hẳn nhờ việc đảm đương được nhiều vai diễn khác nhau. Cô trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua rất nhiều phim, đáng kể có Cung Tỏa Châu Liêm, Mỹ Nhân Tâm Kế, Sở Lưu Hương Kỳ Truyện, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Không chỉ được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, tạo hình đẹp hút hồn của Tôn Phi Phi trong các bộ phim cổ trang còn là thứ mang lại dấu ấn mạnh mẽ cho cô. Những năm đó, Tôn Phi Phi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ cổ trang Trung Quốc và là con cưng của nhiều dự án phim truyền hình. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Phi Phi sinh ra chỉ để đóng phim này nhờ nhan sắc trời ban. Nữ diễn viên sở hữu một thân hình gợi cảm, khuôn mặt đẹp không tì vết, đặc biệt có đôi mắt biết nói và nụ cười ngây thơ của cô đã khiến biết bao trái tim người xao xuyến. Từ năm 2010, sự nghiệp của Tôn Phi Phi mặc dù vẫn được đóng chính trong nhiều bộ phim cổ trang, nhưng chị không còn tạo dấu ấn tên tuổi và chị cũng dần chững lại vì một phần kịch bản phim không có nội dung xuất sắc như trước và một phần quan trọng khác là do Tôn Phi Phi ngày càng xuống sắc vì di chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, Tôn Phi Phi khiến các vai diễn mỹ nhân mà chị thể hiện trong phim không còn thuyết phục nữa. Sau đó, nữ diễn viên này cũng gây xôn xao dư luận khi có nhiều vụ tai tiếng tiêu biểu là vụ Tôn Phi Phi bị đạo diễn đánh đập túi bụi trong vòng 30 phút trên phim trường hay sự cố tuột váy trong một sự kiện vào năm 2011 đã khiến chị ngày càng kết đất diễn hơn. Cụ thể vào tháng 12 năm 2011, người đẹp vướng vào thị phi khi bị tuột váy lộ nội y trên thảm đỏ trong một sự kiện. Khi đó, MC Phương Linh vô tình giẫm vào váy của diễn viên Michael Giang Hồ khiến bộ váy của cô rơi xuống, để lộ trọn vòng 1 trên thảm đỏ. Dù bị bất ngờ, song Tôn Phi Phi vẫn thản nhiên giang tay ra như không có gì xảy ra. Vụ việc trở nên âm ỉ giúp tên tuổi của Tôn Phi Phi càng nổi như cồn trong làng giải trí Trung Quốc. Cô tung ra bộ ảnh nóng bỏng trên FHM khiến đấng mày râu đứng ngồi không yên. Mãi tới cuối tháng 8 năm 2012, vụ việc bị giẫm tuột váy ngày nào của Tôn Phi Phi mới được làm sáng tỏ. Quản lý cũ của cô, Vương Vi cho biết, chính Tôn Phi Phi tự dàn cảnh tuột váy để tạo scandal nhằm thu hút sự chú ý. Đúng như dự đoán của mỹ nhân sinh năm 1981, tên tuổi của cô phủ sóng khắp các trang tin Trung Quốc suốt một thời gian dài nhưng theo hướng gây tranh cãi. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, người ta đã không còn mấy mặn mà khi nhắc đến cái tên Tôn Phi Phi sau khi cô vắng bóng trên màn ảnh Hoa ngữ. Thay vì những lời ngợi ca xuýt xoa trước vẻ đẹp chim sa cá lặn, chỉ còn là những lời chê bai trước nhan sắc ngày một hao mòn của cô. Mặc dù Tôn Phi Phi chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng khi đối chiếu với hình ảnh xưa và nay của nữ diễn viên, dường như ai cũng nhận ra nguyên nhân của sự xuống sắc trầm trọng này. Khuôn mặt nữ diễn viên không những không được thon gọn như trước, mà thậm chí còn sưng và dày hơn. Những nét đẹp thuần khiết, tự nhiên dường như đã bị dầu kéo hủy hoại, thay vào đó là biểu cảm nét mặt cực kỳ cứng và vô hồn. Những vai diễn mỹ nhân cổ trang của cô đã không còn đủ sức thuyết phục khán giả nữa. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp diễn xuất của cô. Tuy vẫn là lối diễn xuất đó, vẫn đảm nhiệm vai chính trong sở trường tạo hình cổ trang, nhưng sự kém hay của kịch bản như Nhân Hoàng Phụng Hy cùng việc nhan sắc của Tôn Phi Phi bỗng thay đổi theo chiều hướng xấu đã khiến sự nghiệp của cô vấp phải khúc quanh. Năm 2015, cô bất ngờ khi cởi 100% đóng phim kinh dị đầy rẫy cảnh nóng Quỷ Ảnh Mê Tình. Đây là bộ phim nhiều cảnh nóng nhất trong gần 20 năm đóng phim của Tôn Phi Phi. Cô không ngại diện những phần cảnh gần gũi với bàn diễn nhằm thu hút dư luận. Giữa tháng 7 năm 2014, Tôn Phi Phi bí mật tái hôn với đại gia lãnh đạo tập đoàn Lenovo. Đây là người chồng thứ hai của mỹ nhân phim cổ trang. Chồng hiện tại của Tôn Phi Phi có tên tiếng Anh là Jesse, là người Mỹ gốc Hoa. Anh làm giám đốc trong một chi nhánh của tập đoàn Lenovo. Hai người gặp nhau hơn một năm trước khi kết hôn qua bạn bè. Trước đây, người đẹp mỹ nhân tâm kế đã từng có một đời chồng. Vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên Tôn Phi Phi đã giấu kín việc đó. Nhưng theo thông tin nhiều người tiết lộ, người chồng trước của nữ diễn viên cũng là một đại gia có thế lực.
Sự vắng bóng trên màn ảnh trong suốt một thời gian dài khiến đệ nhất mỹ nữ ngày nào đang dần bị rơi vào quên lãng. Dù tung ra nhiều bộ ảnh nóng bỏng, song điều này không giúp nữ diễn viên ngành múa nổi tiếng. Không chỉ thế, việc vướng phải một vài scandal hớ hình hở vòng một không đáng có trong những năm trở lại đây, Tôn Phi Phi đang tự xóa mờ hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Sau nhiều năm chơi với giữa làng giải trí, Tôn Phi Phi quyết định dừng sự nghiệp điện ảnh. Cô chỉ ở nhà chuyên tâm với việc tập múa, niềm đam mê duy nhất của người đẹp và chăm sóc gia đình nhỏ. Ngoài việc nội trợ, diễn viên Michael Giang Hồ cũng dành thời gian đi du lịch.